Vâng, xin chào các bác nhé. Chúng ta đang dự một cái buổi làm lễ dâng hương tại đình làng. Đây là thôn Quế Dương và xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nhân cái sự kiện tôi về làm chương trình triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất tại xã Cát Quế. Vâng, bây giờ chúng ta lại trở lại với những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tại triển lãm sinh cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Vâng, đây là tác phẩm có tên là Cổ Mộc Huyền Sơn, chủ sở hữu là ông Phan Ích Tuấn. Đến từ xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Còn gọi là anh Phan Tuấn Dâu. Cái chữ Hoành này. Chữ Huyền này. Không phải Huyền đâu, Hoành. Đây là người ta đặt sai. Không phải này, không phải là tay Huyền. Không phải là Huyền anh. Không. Vâng. Đây nó là Hoành. Huyền nó phải ngoắt trở lại. Huyền đi xuống cái này. Huyền mà anh nói ngoắt trở lại đó là Huyền nhai, Huyền ôm chậu, còn đây là dáng Huyền rồi. Em quan điểm em đây anh cứ thấy cái điểm xuất phát từ thân ra nó cao và điểm dưới này nó thấp thì là Huyền, còn nếu mà bằng nhau thì là Hoành, còn lên cao thì gọi là siêu và thẳng đứng lên gọi là trực. Đây là Huyền là đúng, người ta đã đặt là Cổ Mộc Huyền Sơn. Còn nếu gọi tổng thể của cây thì gọi là dáng trực Huyền. Có thân trực trên kia kìa. Đẹp quá. Cây cũng rất là già rồi. Lão rồi. Cái gì?
Và chúng ta đến với tác phẩm xanh của Nguyễn Phú Tiến, đến từ Minh Khai. Cái tạo được cái điểm nhấn ở cái hốc trầu này rất hay. Cây như lao ra cùng với viên đá. Và tiếp đến là một cây xanh ráng lạc. Đây là một cây xanh lá móng của cô Hồng đến từ Hà Đông. Lá đẹp quá, lá nhỏ đều lá, cô đọng lại lá rất đẹp. Cho mình đi sát vào tí. Vâng. Đó là cây xanh của nhà vườn Tạ Trọng đến từ Quảng Bị, Chương Mỹ. Và thực sự là ngỡ ngàng với một cái cây xanh mà lá đã nhỏ cô đọng lại đẹp như thế này. Rằm rất dày, đốt ngắn. Và riêng về cái điểm về chất lá thì không thể chê vào đâu được. Buổi trưa. Phải nói là một số những cái tác phẩm xanh mà có cái chất lượng rất là tuyệt vời. Đây là một cây xanh mà có một cái tay này buông xuống dáng huyền, vượt ra khỏi chậu và xà xuống ngang chậu luôn. Đẹp quá. Và ngắm từ mặt trước trở lại. Tác phẩm xanh có tên là Khát Vọng của nhà vườn Văn Tiến bonsai đến từ xã Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội. Nếu nhìn tổng thể từ dưới này lên, điểm thấp cho đến điểm cao trên quả phúc bông tán tầng tầng lớp lớp theo cái chiều xoáy đẹp quá. Tôi chơi cái cửa phòng khách sạn.
Và cũng nói về những cây xanh mà có một cái tay huyền cũng vượt ra khỏi mặt chậu và đổ xuống ngang chậu. Đó là cây xanh của ông Dần đến từ Thạch Thất. Tôi xin được thông báo các chủ nhân có biển số xe như sau, thì kính mời các chủ nhân ra chuyển xe về một vị trí khác để gia đình họ sẽ sử dụng cái khuôn viên của chủ nhà họ. Biển số 30H46392. Vâng, chúng ta di chuyển tiếp đến một tác phẩm có tên là Làng Quê của nhà vườn Tiến Hảo, đến từ Hữu Bằng, Thạch Thất. Chúng tôi xin được nhắc lại là các chủ nhân có biển số xe 30H88042, 29A00327, 30H46392. Xin kính mời các chủ nhân có xe biển số sau xin mời ra di chuyển ra khu vực khác, có đội trông xe sẽ hướng dẫn để xe đúng nơi và đúng quy định. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với một cây sung. Đối với một cây xanh quê ba thân của anh Nguyễn Thành đến từ Thạch Thất, tôi cảm thấy phải nói là rất là hoàn hảo luôn. Từ cái bông tán này, tán rất mỏng, bay thông thoáng. Cột cây rất đẹp, một cây ba thân. Hai tay hai bên thần chủ ở giữa đưa lên lấy quả phúc rất đều nhau. Chất lá thì không còn chỗ nào để mà bình luận nữa. Đẹp thật đấy. Và rễ nhỏ. Nếu cây này là cây xanh Nam Điền thì chưa chắc đại cái bể đã đẹp được như thế này đâu. Rễ đã nhỏ được như thế này đâu. Rễ thành quê thì được cái là nó không thô. Và nói về lá thì chấm hết luôn. Cái rễ của nó mịn. Nó không thô. Làm công tán thế. Làm tán thế này nó mỏng mà nó bay thế này, gọi là mặt tán nó lồi đĩa xôi. Ôi trời, quá đẹp, không còn từ để tả.
Vâng, và Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau.